Không có nhiều loài động vật có cái tên thú vị để gọi là hà mã. Con muốn có một con hà mã cho Giáng sinh, nghe có vẻ thú vị con hơn một nhiều con so chó, ơi, một con dây hoặc cái một tên con hà mã có nghĩa là ngựa ng sông, nhưng tất nhiên chúng không phải là Hippopotamus xuất phát từ hai Potamus từ tiếng là... nghĩa là sông và Hippus nghĩa là ngựa. Thứ tự khiến bạn thắc mắc tại sao con vật đó không được gọi là Potamus bất cứ điều gì? Lý do cho cái tên hà, và và hà mã đã ra quyến rũ con người hàng ngàn năm và vì những lý do rất thứ nhất, rất hay. hà mã đơn giản là có dáng vẻ dễ thương và hài hước, giống như một con lợn bụng phệ trông ngớ ngẩn nhưng lớn hơn rất nhiều. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta thường không nghĩ những động vật to lớn, gần như không có lông là dễ thương, nhưng hà mã trông nặng hàng ngàn cân, vui nhộn, đáng yêu, dễ ôm, mũm mĩm, cái bụng to, dài, hình thùng của chúng được mang trên những đôi chân ngắn và mập mạp. Những con hà mã lớn nhất có thể dài tới 5 mét nặng hơn 4.000 kg và cao 1,5 mét. Với thân hình mập mạp và đôi chân ngắn như vậy, bạn có thể không nghĩ hà mã có thể chạy rất nhanh, nhưng thực tế chúng có thể làm được. Hà mã có thể chạy nước kiệu trên đôi chân mập mạp của mình với tốc độ 18 dặm giờ trong khoảng cách ngắn. Khi tức giận, chúng có thể đạt tốc độ cao hơn, vượt xa hầu hết con người. Hà mã yêu nước. Miễn là xung quanh có hồ và sông, đó là nơi chúng dành phần lớn thời gian. Nhưng chúng không thực sự bơi, Chúng thậm chí không thể nổi. Chúng chìm xuống nước, chạy dọc theo đáy và nổi lên để lấy không khí. Nghe có vẻ vui, điều đáng ngạc nhiên là hà mã thường ngủ dưới nước, nhưng chúng thở bằng cách nào? Theo khoa học, hà mã được trang bị phản xạ tiềm thức. Điều đó khiến chúng tự động đẩy bản thân lên bề mặt để lấy không khí ít nhất 5 phút một lần. Bạn đã bao giờ nhảy mạnh xuống hồ bơi hoặc sông mà không bịt mũi? tôi không khuyên bạn việc đó nước bắn lên mũi bạn có thể khiến bạn nhức nhối khó thở và khiến bạn ho và đôi khi bạn có thể bị thừa nước ở một hoặc cả hai tai có thể gây khó chịu nhiễm trùng và có thể khiến thính giác của bạn bị nghẹt hà mã không quan tâm đến việc nước chảy vào lỗ mũi hoặc vào tai chúng có khả năng bịt lỗ mũi và áp tai vào đầu khi đi dưới nước để tránh gần hết nước với ít nước có thể thấm vào, chúng nhanh chóng và mạnh mẽ trục xuất khỏi. Lỗ mũi của chúng và ngọ nguậy mạnh mẽ ra khỏi tai khi nổi lên. Đừng để vẻ ngoài đáng yêu của hà mã đánh lừa bạn. Loài vật này thực sự là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh. Không phải chúng là những con hà mã đói bụng, chúng chỉ là có tính lãnh thổ rất cao, đặc biệt là ở dưới nước, hàng năm ở châu Phi, hàng trăm người cả gan đến quá gần những con vật nguy hiểm này, mất mạng. Thực sự, một trong những nơi cuối cùng bạn muốn thấy chính mình là trong hàm của một con hà mã. Mặc dù chúng là động vật ăn cỏ nhưng điều đó không ngăn cản chúng sử dụng. Cái miệng khổng lồ và những chiếc răng dài như bàn chân của chúng để nhai gần như bất kỳ động vật hoặc con người nào. Xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, bao gồm cả cá sấu. Vết cắn của hà mã đã được đo ở mức 1.800 pound in vuông. Hà mã có thể há miệng rộng 150 độ. Rồi cắn xuống với lực nghiền nát xương. Cả sư tử và cá sấu đều không là gì với hàm của sinh vật này. Nếu bạn sống trong cái nóng thiêu đốt của Đông Phi và ở ngoài nắng rất lâu. Bạn có thể sẽ cần rất nhiều kem chống nắng để dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của mình. Bạn cũng sẽ muốn dùng cùng với một số loại kháng sinh như Neosporin để nếu da bạn bị nứt hoặc bị đứt tay bạn có thể điều trị vết thương đúng cách rửa vết thương bằng nước bẩn nơi hà mã sinh sống sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn hà mã không lông gần như không có lông làm gì để sống sót qua khí hậu nóng bức của châu phi khi chúng không tìm được nhiều nước làm thế nào để làn da trần của chúng không bị nứt nẻ bong chóc chảy, chảy máu giọt. và bị nhiễm trùng khi tiếp xúc với ánh nắng gai gắt và khi chúng tìm thấy nước làm sao để bất kỳ vết thương da thịt nào có lẽ do chiến đấu với một con hà mã khác không bị nhiễm bệnh ở vùng nước có vi khuẩn điều đáng ngạc nhiên là những sinh vật này có nhà máy sản xuất thuốc mỡ dưỡng ẩm sát trùng da được tích hợp chúng ta không chỉ nói về việc đổ mồ hôi muối điều đó đủ mắt và làm mắt chúng ta theo đúng hà mã sản xuất và tiết ra một chất dịch đặc nhân từ các tuyến đặc biệt trên da của chúng chất lỏng không chỉ là mồ hôi nó cũng không phải là máu, mặc dù một số người đã từng nghĩ nó như chuyển vậy, sang màu đỏ và sau đó là màu nâu trên có da có vẻ hà mã. như loại thuốc mỡ này hoạt động như một loại kem chống nắng bảo vệ hà mã khỏi tia cực tím có hại. điều ấn tượng hơn nữa là chất lỏng này có chức năng như một loại thuốc mỡ bôi da tự động. chất lỏng giống neosporin giúp tiêu diệt mọi vi khuẩn có hại trên da, nó thậm chí còn bảo vệ da khỏi bị động nước khi hà mã ở trong nước nếu quá trình tiến hóa là đúng, làm thế nào hà mã hay được cho là tổ tiên của hà mã có thể đi từ việc không thể tạo ra một loại chất lòng phi thường đến việc tạo ra nó không? liệu một con vật chỉ cần muốn một điều như vậy xảy ra thôi không? bạn có muốn sản xuất neosporin của riêng mình không? bạn có thực sự nghĩ rằng con cháu của chúng ta có thể làm được không? ý tưởng cho rằng hà mã đã phát triển khả năng độc đáo này hoặc bất kỳ khả năng nào khác là không hợp lý. thiết kế như thế được tìm thấy trong hà mã hợp lý đòi hỏi một nhà thiết kế tuyệt vời.